Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc xe mountain bike đến từ thương hiệu của Gian. Thì chiếc xe Gian XTC820 được trang bị cấu hình rất là cao cấp SLX và bộ vành của DT Swiss các bác nhé, vành Thụy Sĩ, và tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Chúng sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe hôm nay có tông màu ghi đen với bộ khung rất là đẹp các bác nhé. Có những điểm nhấn ở trên khung đây, rất là góc cạnh, nhìn rất là khỏe. Với màu này thì các bác cũng rất là sạch xe các bác nhé. Mẫu Gian XTC820 bộ khung rất là đẹp và mới. Với mẫu xe này em đánh giá là một trong những chiếc XTC mà mới nhất về đại cường em. Lướt qua bộ khung của xe, khung uốn rất là đẹp. Lớp bộ vành 27,5 có ghi kim trên khung nữa nhé. Đây vành 27,5 đây, to hơn vành 26 thông thường. Thực ra XTC chỉ có vành 27,5 thôi. Nhiều rất hot cho các bác. Học yên của Gian và yên của Gian luôn các bác nhé, có thể thấy chữ Gian đây, yên zin và cọc yên zin theo xe, mã QR code chính hãng ở trên khung, khóa yên của Gian luôn, cả đồ đều đồng bộ theo xe của Gian. Dây âm sườn, sườn rất sáng và bóng quá nhé, để nhìn thấy độ bóng của xe này. Với bộ vành cặp của DT Swiss, đây một số chiếc tem của DT Swiss đây, rất là cao cấp, 275. Và chiếc xe vẫn giữ được cặp lốp zin của xe là Gian các bác nhé, 275 x 2.0, cỡ vành 275 và cỡ lốp là 2.0. Cùng với bộ vành cao cấp thì là cấu hình, chiếc xe được trang bị cấu hình của SLX gần như cao cấp nhất của dòng xe địa hình. Trước đây em về những chiếc xe XTC cấu hình DOG, còn SLX cao hơn 2 bậc các bác nhé, cao hơn cả DOG LX với 10 tầng lít. Và 3 tầng đĩa. Đùi đĩa trục rỗng. Và đây là có thể bê đan của hãng Gian luôn đó nhé. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe luôn, không lai món nào hết. Bên trên đây Ford và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano SLX 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa. Cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Tay nắm cao su của hãng Gian. Và xe được trang bị khóa sóc hành trình trên tay. Khi quá đổ đèo thì có thể khóa và mở trên tay luôn, không phải cúi xuống, tránh những nguy hiểm không đáng có. Rất là tiện dụng. Giảm sóc của hãng Gian nguyên zin theo xe. Vành trước của DT Swiss các bác nhé.
Vâng, với bộ khung của xe rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo chiều cao xay đứng của xe. Xe có xay đứng là 42. Ngang là 53 các bác nhé. 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Bây giờ sẽ là chuyển động của xe với 10 tầng lip. Bộ chuyển động của SLX lên lip. Xuống lip. Phía bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Bánh quay rất là bon các bác nhé. Vành DT Swift này. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe gian XTC820, một mẫu xe địa hình cao cấp về tại cửa em, với trang bị cấu hình của SLX, bộ vành cặp DT Swift và tất cả các đồ đều của gian, theo gian nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá 11.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Không quan tâm nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kênh Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.